Vâng, xin mến chào quý cô chú chị em và quý vị và các bạn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn cho quý cô chú chị em ở trên điện thoại thì sẽ điền cái mà khóa học 62, khóa học free của Edumo tài trợ trong mùa dịch này thì quý vị sẽ làm như sau ha. Mình gõ lên là bit.ly rồi xuyệt sáu mươi hai rồi gọi vô khóa học free Edumo rồi rất là bắt đầu rồi thì nó ra được cái trang để quý cô chú em đăng ký vào đó. Này mình đang làm trên điện thoại nha. Đó, hồi nãy mình đăng ký rồi, bây giờ còn trên điện thoại mình đăng ký thì như thế nào? Chặn đi. Rồi ở đây nè, vào hình người nè, đó đó, đăng ký tài khoản mới nè. Đấy, quý cô chú chị em có thể là đăng ký nè, tức là đăng ký tài khoản mới nè, rồi họ và tên nè điền vào nè, rồi xong số điện thoại hoặc email nè. Đây mình đăng ký thử bằng số điện thoại nha, tại nãy trên website thì mình đăng ký bằng email. Mình ghi là họ, ghi chữ Thanh Quang đi. Rồi xong lùi lại cái, rồi lùi lại cái, rồi số điện thoại 9332328 20. Rồi lùi lại cái mật khẩu thì quý chú chị em đặt sao cũng được ha, mình đặt là 45 W. Rồi ra thêm hai cái a cầm đó. Rồi coi chừng lại nha. Coi chừng nó mà sai một cái là không đăng nhập được luôn nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi hai cộng, hai cộng đó. Nhớ nha, hai cộng. Bây giờ đăng ký nè. Đăng ký thì nó sẽ bắt mình xác minh hay gì đó, mình số điện thoại đó. Đó, để coi đây nè, phải có lưu mật khẩu không? Rồi lưu, hình như là vô được luôn rồi các bạn. Giờ thí dụ mình tìm một khóa học nào đó, khóa học nếu đây có, đây những cái khóa học miễn phí nha, siêu vấn đề trường nè, nó có yoga nữa nè, đấy, chăm sóc mẹ nè, ứng dụng sinh chất vân tay gì tùm lum đây nè, rồi, rất là nhiều khóa học, xong hai khóa Facebook rồi tổng văn rồi thuế nè. Ví dụ là tiếng Anh giao tiếp cho trẻ từ 42 tuổi nè. Mình vô thử này đi ha. Rồi đó, xong vô đây. Rồi như nó có hiện lên đâu. Mình đang, tại mình đang thu á, đang thu mình để màn hình ngang chứ với của chú anh chị em để màn hình đứng á, đăng nhập thì nó dễ hơn. Rồi đây giảng viên là Hương Elena đó. Rồi đây đó, nó ra bài học nè ha, chương 2, chương 1, chương 2 đó có nè, the alphabet song nè đó, cái mình đích vô đây bấm vô mình học the alphabet song ABC á, như đó có 20 phút đó thì nó ra cái bảng cho các bạn nhỏ học đó, rất là tiện lợi luôn đó. Thì quý cô chú chị em tranh thủ ha, cái mùa Covid này thì bên Edumo đang tài trợ thì mình là người tìm ra những cái cơ hội này để cũng góp một tí công sức để cho cộng đồng chúng ta ở nhà, để chúng ta có được những cái
học và làm quen với những giá trị mà cộng đồng mạng đem đến gửi cho cộng đồng nha. Rồi, một nữa cảm ơn quý cô chú chị em đã xem qua phần hướng dẫn chi tiết của mình. Rất vui được hướng dẫn và góp một tí công sức để gửi đến cộng đồng và đồng bào Việt Nam chúng ta. Một nữa Thanh Quang xin cảm ơn và xin chào hẹn lại quý cô chú chị em vào những cái phần hướng dẫn và chia sẻ khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại.